thức hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Hương Thanh đến thăm tiệm bánh online Pizza của ông chủ Đoàn Trung Dũng để tìm hiểu và thưởng thức món bánh độc đáo của nhà hàng. Các bạn thân mến, thường mà khi chúng ta nhắc đến những gì thuộc về sáng tạo, thẩm mỹ hay làm đẹp thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là sở trường của những bạn nữ, đúng không nào? Tuy nhiên ngày hôm nay, cái tiệm bánh ngọt mà Hương Thanh ghé chân tới sẽ là một cái tiệm bánh ngọt của một bạn nam. Và các bạn sẽ thấy rằng đây là một người cũng có cái khả năng sáng tạo và tính thẩm mỹ rất là tuyệt vời, được thể hiện qua những loại bánh mà bạn ấy đã làm ra. Xin chào Dũng. Dạ, chào chị. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem đài. Chào chị Thanh. Rất là vui khi hôm nay được tham dự chương trình. Xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều tiếng cười. Vâng, Dũng ơi, hôm nay được biết là bạn là một thợ làm bánh, đúng không nào, với những cái loại bánh bạn làm ra rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Vậy thì bắt nguồn từ cái nguyên nhân nào mà đã thúc đẩy cái niềm đam mê của bạn đến với cái nghề làm bánh này? Mình cảm thấy là mình là không còn là trẻ nữa, mà cũng không là quá già, nên mình muốn có một cái điểm nhấn gì đó trong cái cuộc đời để sau này nhìn lại nó có một cái sự, một cái niềm vui. Và cái mục đích mà mình làm bánh á, thì đầu tiên mình không có nghĩ là mình bán bánh đâu, mình chỉ làm cho vui để có thêm một kỹ năng trong cuộc sống thôi. Nhưng mà vì gặp một cô giáo rất là nhiệt huyết, rất là tận tâm, thì mình đã có được như ngày hôm nay. Nhân đây mình cũng xin được cảm ơn cô, một lời cảm ơn rất chân thành, và chúc cô luôn nhiều sức khỏe. Ở đây thì Hương Thanh thấy là bạn có khá nhiều những cái loại bánh, và bạn có thể giới thiệu về những loại bánh của tiệm mình không? Trước mặt chị Thanh ở đây thì là bánh gọi là kem bơ Hàn Quốc. Thì cái loại bơ này thì được nhập khẩu từ ở nước ngoài về, thì 100% là nhập khẩu. Cái kem bơ Hàn Quốc này thì hiện tại thì đang rất là thịnh hành ở các nước châu Á nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Thì so với thời điểm này ở Đà Lạt mình á, thì BC là một cái nơi có cái sản phẩm đầu tiên. Ngoài ra thì mình có một số các loại bánh dùng cho thường ngày, ví dụ như là kem bánh bánh bắp, hoặc là bánh bông lan trứng muối, cupcake, hoặc là sắp tới là có một số mẫu bánh trung thu gồm có hiện đại và phương viên truyền thống. Chúng ta để ý là những cái loại bánh kem mà khi chúng ta mua về, như là bánh sinh nhật hay là bánh cưới hỏi đó, để khoảng chừng 2-3 ngày là bánh hay bị khô với lớp kem và ăn không có còn ngon nữa. Thì bạn có cái cách nào chia sẻ cùng quý vị khán giả để bảo quản được bánh được thơm ngon không? Bánh của mình thì không có chất bảo quản, nên chỉ tối đa là trong 7 ngày. Thì để cho bánh được thơm ngon thì mình để nơi thoáng mát, tránh bếp, tránh ánh sáng mặt trời, độ ẩm cao là được. Các bạn thân mến, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi bạn Dũng thao tác làm những bông hoa thật là đẹp này các bạn nhé. Sự sáng tạo và lòng kiên nhẫn thì ngay cả một bạn nam cũng có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như là những chiếc bánh mà chúng ta đã theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Những chiếc bánh rất là đẹp, rất là hấp dẫn, đúng không nào? Và cảm ơn Dũng đã dành thời gian có cuộc trò chuyện và có những chia sẻ rất thú vị về cái đam mê làm bánh của bạn cùng với Hương Thanh và quý vị khán giả theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, vùng đất cao nguyên của chúng ta không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc tươi đẹp, mà còn quyến rũ bởi những chủ nhân của vùng đất nơi đây, những con người vô cùng hiền hòa, hồn hậu. Tuy vậy, đang ngày càng góp thêm hương sắc cho vùng đất cao nguyên này. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì với một quyến rũ cao nguyên, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị một trong những người trẻ như thế, đó là Đoàn Trung Dũng ở thành phố Đà Lạt. Có thể nói là với tình yêu và sở thích dành cho nghề bánh thì anh đã biến hóa những chiếc bánh với hương vị quen thuộc thành những sự bất ngờ đầy thú vị cho người thưởng thức, và đặc biệt là không thể thiếu những chiếc bánh đặc biệt cho đêm trung thu. Sau đây thì xin mời quý vị cùng Hương Thanh gặp gỡ chàng trai này nhé. Bắt nguồn từ việc muốn học thêm một kỹ năng nào đó để có thể trổ tài cùng với bạn bè trong những buổi tiệc gặp mặt, và cũng là một thú vui để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng nơi công sở. Chàng trai trẻ Đoàn Trung Dũng đã tìm đến với môn làm bánh.
được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo và sự chăm chỉ luyện tập. Giờ đây, làm bánh đã trở thành một niềm đam mê và một nghề tay trái của bạn trẻ này. Không dừng lại ở những gì học được, hiện nay đoàn Trung Dũng đã giới thiệu nhiều mẫu bánh mà chỉ nhìn qua đã thu hút thực khách bởi sự tinh tế từ những bông hoa đầy màu sắc và rất sinh động. Tiếp đó là hương vị tuyệt vời luôn tan chảy trong miệng mỗi khi nếm thử bánh của chàng trai này. Đặc biệt, trong dịp Tết Trung Thu 2016, Trung Dũng đã giới thiệu cùng với thực khách nhiều mẫu bánh Trung Thu mới lạ với màu sắc hấp dẫn và đẹp mắt. Xin chào Dũng. Dạ, chào chị. Ở đây thì Hương Thanh thấy là bạn có khá nhiều những cái loại bánh, và bạn có thể giới thiệu về những loại bánh của tiệm mình không? Trước mặt chị Thanh ở đây thì là bánh gọi là kem bơ Hàn Quốc. Thì cái loại bơ này thì được nhập khẩu từ ở nước ngoài về, thì 100% là nhập khẩu. Cái kem bơ Hàn Quốc này hiện tại thì đang rất là thịnh hành ở các nước châu Á nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Thì so với thời điểm này ở Đà Lạt mình á, thì BC là một cái là một nơi có cái sản phẩm này đầu tiên. Ngoài ra thì mình có một số các loại bánh dùng cho thường ngày, ví dụ như là kem bánh bắp hoặc là bánh bông lan trứng muối. Một Trung Thu năm nay thì BC cũng có một số loại bánh Trung Thu, điển hình là có 5 loại nhân, đó là trà xanh, mè đen, khoai môn, đậu đỏ và hạt sen. Thì về phần vỏ thì cũng có hai loại, đó là vỏ bánh nướng truyền thống và vỏ trà xanh. Thì hoàn toàn từ màu tự nhiên của trà xanh và từ đường của bánh nướng. Bản thân của mình thì cũng cảm thấy là không thích ăn ngọt nhiều, nên tất cả các loại bánh từ của BC thì đều là hạn chế ngọt và hợp với những người mà kiêng đường, kiêng chất béo. Về tinh thần của bánh thì BC hướng tới khách hàng dùng để làm quà cho tất cả mọi người và sum họp gia đình, nên cái size bánh thì cũng không phải là quá to, hộp thì cũng rất là tinh tế và rất lạ so với thị trường. Hiện nay có rất là nhiều bạn trẻ cũng có cái đam mê thích nấu nướng này, đặc biệt là thích làm bánh. Vậy với một người mà có cái kinh nghiệm đi trước và làm bánh và làm khá là khéo tay những loại bánh này, thì bạn có những cái gì chia sẻ với những bạn nào mà muốn theo đuổi cái nghề làm bánh này không? Rất là cảm ơn chị Thanh với cái câu hỏi này. Đây cũng là một cái điều mà mình rất là muốn nói từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có điều kiện để nói. Thì mình xin nhắn nhủ với các bạn, một số bạn có cái đam mê này, thì đầu tiên thì các bạn là phải đam mê. Đó là điều kiện tiên quyết, tại vì rất là dễ nhanh chán. Cái thứ hai là các bạn phải rèn luyện thường xuyên. Nếu rèn luyện thường xuyên thì mới lên tay và mới bánh nó mới sắc sảo được. Hương Thanh được biết là hiện tại thì bạn chủ yếu là nhận đặt hàng online. Vậy thì tương lai bạn có một cái định hướng gì để phát triển cũng như là thể hiện cái đam mê làm bánh của mình không? Về tương lai thì mình cũng có ý định là mở một cái gì đó nho nhỏ để cho những bạn yêu thích bánh có thể lui tới uống nước, ăn bánh này nọ cho vui vậy thôi. Thì về kế hoạch như thế nào thì mình sẽ thông báo sau trên Facebook. Nhắc đến nghệ thuật làm bánh dường như là sở trường của phái đẹp. Tuy nhiên, đoàn Trung Dũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi nghệ thuật bắt nguồn từ đam mê và sáng tạo sẽ xóa tan tất cả mọi rào cản về giới tính, tuổi tác. Có lẽ giờ đây, làm bánh đã thực sự trở thành niềm vui và đam mê của người bạn trẻ này. Và những thực khách vốn ít hương vị những chiếc bánh do đoàn Trung Dũng làm ra vẫn luôn chờ đợi được thưởng thức những sản phẩm mang tính nghệ thuật nữa từ bàn tay khéo léo của một chàng trai xứ sở ngàn hoa này.